trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à sao. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mặn xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mặn xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cho tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Bà con ơi, bà
toàn thể chỗ các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các quý khách mời chầu, mời nước. Thế thì sau đó thì cũng tôi xin có ý kiến. Trước tiên thì thay mặt cho cái đoàn họ nhà trai của chúng tôi ở tại Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam có lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác trong hai họ nhà ta. Và đồng thời cũng có lý do về câu chuyện thì ý kiến với toàn thể các cụ, ông, các bà trong toàn buổi lễ ngày hôm nay. Qua cái quá trình các cháu biết nhau rồi được tìm hiểu, được sự vun đắp, ủng hộ, đồng tình của hai gia đình, hai cháu cho đến tận thời điểm này cũng đã chín muồi và nhất trí là xây dựng gia đình với nhau. Được sự đồng thuận của hai gia đình và đồng thời được sự ủy quyền của gia đình họ tộc tôi là ông họ của cháu, đại diện cho gia đình họ nhà trai, họ nhà trai lên đây có một lời phát biểu. Trước tiên một lần nữa xin kính chúc toàn thể sức khỏe của các cụ ông cụ bà trong hai họ nhà ta. Thế thì cũng ý kiến toàn thể buổi lễ thì qua cái quá trình tìm hiểu, hôm nay là ngày lành thứ tốt, được sự nhất trí của hai gia đình, hai họ chúng tôi lên để sắm lễ, lên để ăn hỏi để cháu Linh về làm dâu con trong gia đình phụ bà khoái. Và đồng thời cái cháu là Ngô Văn Thao được làm rể của gia đình trên này. Thế thì cũng mong là các cụ để tiếp nhận cho cái lễ của họ nhà trai chúng tôi. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu cái thành phần của buổi lễ ngày hôm nay để chứng kiến cái buổi lễ năm tập này thì gồm có thứ nhất là hai cụ trưởng của chúng tôi mời hai cụ trong họ và các cháu thì có như vậy là bà nội và bà ngoại của các cháu vào, xin mời hai bà bố mẹ của chú rể đó là ông Khoái bà Thảo, vâng, ông Khoái và bà Thảo. Thành phần gồm có phần đông đủ các ông rồi đến các chú, các bác, các dì, các cô, các cậu, hoàn toàn phải anh em trong họ Ngô Phúc Tập Tân Sơn Kim Bảng Hà Nam chúng tôi đều có mặt để chứng kiến cái buổi xin cưới ngày hôm nay. Và đồng thời cũng một lần nữa xin các cụ, các ông, các bà và toàn thể họ nhà gái chúng ta được tiếp nhận nhận lễ cho các cháu, bước đầu được về làm vợ cháu Thao và làm dâu con của ông bà Khoái Thảo và là cháu của họ nội ngoại chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà trong hai họ, những người nhà trai và họ nhà gái. Hôm nay qua quá trình hai cháu tìm hiểu nhau đã được hai gia đình thống nhất nhất trí và hai họ đồng ý được sự nhất trí của chính quyền. Hôm nay là ngày này tháng tốt thì hôm nay họ nhà trai có dẫn lễ lên gia đình của bà Minh Vân thì hôm nay trong họ chúng tôi là đầy đủ các ông, các bà, các cô, các dì, chú bác và bạn bè con cháu bên nội bên ngoại, nó đông đủ để hôm nay để ngày này tháng tốt này tốt đẹp với các cháu. Thế qua sự ý kiến của họ nhà trai, việc hôm nay là thứ nhất là xin dẫn tất cả các nghi thức về lễ nghi đến họ nhà gái chúng tôi và đồng thời cũng xin đón cháu về để ngày hôm nay là ngày đại tháng tốt. Còn đến ngày mà 14 thì ngày hôm đó là ngày báo hỷ và cũng là ngày tổ chức trọng đại các cháu, thì hôm đó thì đông đủ tất cả họ chúng tôi sẽ để được chọn để trả chồng. Thế thì qua ý kiến của các cụ của họ nhà trai thì tôi là ông, tức là chú ruột của bố cháu, thì cũng hôm nay là đại diện cho gia đình thì xin nhận các cái việc nghi lễ của các cụ ở dưới họ nhà trai đưa lên và xin cảm ơn.
Đó là bác được bắt đầu. Được sự đồng ý của họ nhà gái thì xin mời các cháu để đặt lễ chào trước khi là lễ gia tiên. Để sau đó là chấp lễ. Các bạn, ăn cơm được không? Và ăn lễ. Có huy động này đi chắc được không? Cái phần trao đi. Phần trăm lễ thì là đề nghị như vậy là chỗ có hai bà, sau khi các cháu hai bà như thế này mời hai bà vào trong từ từ nhé, từ đây là bên cạnh chỗ này đi trước, từ đấy một qua đây lại xin các cháu lên để tham gia lễ hỏi đầu tiên. Rồi hai bà trao cho nhau đi ạ. Đứng đứng đi trên đây, hộ cháu đứng đi trên đây. Cô dâu đứng dần vào, hai bác đứng dậy cũng ngồi xuống ạ. Ba bác cũng ngồi xuống. Đứng dậy sát vào. Rồi. Bỏ hộ cháu cái khăn ra, bỏ cháu cái khăn ra. Rồi cứ để anh kiểu rồi. Cô dâu nhìn ra đây luôn. Cô dâu xoay người ra đây tí xem nào. Rồi, nghiêng đầu mẹ chút. Rồi, tươi nha các bác, cứ tươi lên. Rồi, 1 2 3 được rồi ạ. Rồi bác hạ lên trên đi. Ở trên thờ. Tiếp đi, tiếp đi ạ. Lấy tiếp cho cháu đi. Rồi, hai bà nhìn cháu nha. Bác gái cao lên tí. Rồi. Đứng dậy nghiêng đầu. Rồi, đứng lên, các bạn tới lên rồi. Rồi, ok, 1, 2, 3, được rồi bác ơi. Thêm em ơi, trả rượu đi. Bầu tiếng kia chơi em ơi, rượu trước nhá. Là gái không chứ. Rồi hai bà lại trao cho nhau. Hai bà trao nhau lễ này đi. Rồi. Cháu là. Rồi bác ơi. Rồi nhìn cháu nha. Chào hết để chụp hình quay phim nữa đẹp. Ba đâu đứng tiến lên đi. Rồi, bác trai cao lên đi, cao tay lên. Rồi được rồi, nhìn cháu nhá. Bác bên này hạ tay xuống đi. Rồi được rồi. Nhìn máy luôn, dâu dễ nhìn máy luôn nào. Dâu nghiêng đầu mẹ xíu rồi. Tươi, cả nhà tươi lên cháu. Rồi, hạ xuống đi bác. Sát vào nhau, tại vì năm lễ đấy, nó không đủ chỗ đâu. Cho sát vào nhau đấy. Rồi. Rồi, hai bà đứng dậy ra đây đi. Cứ để vẽ lại cái tóc cho bà là cái mẹ đằng sau. Rồi, được rồi. Rồi. Đâu nhìn máy luôn nào. Đâu nghiêng đầu mẹ xíu. Rồi. Ok, chú rể nghiêng đầu mẹ xíu. Rồi, bác gái nhìn máy luôn nào. Rồi, nhìn máy nha, nhìn máy cháu này. Hai bà tươi lên. Hai bà tươi lên xíu. Rồi. Rồi ạ. Đây là một bài bản đi. Thâm ơi, đây là một bài bản nào đi. Nào. Bác gái cao lên tí thôi, xíu lên. Rồi. Vén cái tóc đằng sau. Rồi, hai bà nhìn máy nhá. Cô dâu xoay mặt lên xíu. Thẳng lưng lên rồi. Hai bà tươi lên xíu. Rồi, hai bà này được rồi ạ. Rồi hai bác trao lốt thì lên đi ạ. Rồi dâu xoay người đây thì nghiêng đầu mẹ xỉu. Rồi quay mặt đây chút. Rồi cúi cằm thì rồi chú rể nghiêng đầu mẹ thì rồi bác cao tay lên xíu. Rồi rồi hai bà tươi lên rồi. Rồi, 1, 2, 3, được rồi ạ. Hôm nay mẹ cô dâu chú giải vui quá. Có cụ hay không? Thế qua từng là do lễ của nhà trai.
thì chúng tôi là đại diện bên họ nhận gái, xin mà tôi xin phép là các tôi để tính tôi. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi anh, hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, anh chẳng sợ điều gian khổ gieo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuần hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà.
xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đớm đớm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghe dĩ khoe khoan, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù chúng ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, dù tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương năm đã. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đớm đớm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Về quê hương ta sống, em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghe dĩ khoe khoan, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù chúng ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, dù tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi anh theo nhau vào nhà.
Tết nay anh không thèm kéo mất vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mong đợi tôi thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết nay anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mong đợi tôi thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Bằng lòng đi em mình cưới nhau liền.
lòng đi em, mình chẳng còn tương tư đơm đơn lấp loè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc leo bướm ong phượng hồng dê kêu, giếng nước gào cua tình yêu, chim liếu lo chuyện khanh yêu, ngô lúa sai quằn mì nhiều. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Thank you.
gian tan nhà sơn khên, bóng hoa ngả xuống bàn tay mình và bàn tay cười như giấc mơ. Gió ơi đời gió lời tâm niềm ta nguyện muôn chiều ta
Đại diện cùng với các cụ ông các cụ bà, chúng ta sẽ di chuyển lại với những bộ hàng ghế đầu tiên trên khán phòng buổi lễ phục vụ gia đình nhà gái trong buổi sáng nay. Xin được trân trọng kính mời các cụ ông các bà, những quý vị khách quý, chúng ta sẽ di chuyển lên những hàng ghế đầu tiên. Xin mời những chàng trai sẽ nhà hồng nhường lại những bộ hàng ghế đầu tiên cho các cụ ông các bà. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời những chàng trai, những cô gái, chúng ta sẽ nhường lại với những bộ hàng ghế đầu tiên là những bộ hàng ghế thật ưu tiên. Xin được dành cho các cụ và các bà là những quý vị đại biểu đại diện của hai gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Rồi hai họ, hai gia đình được sự tác hợp của toàn quý vị khách quý trong buổi sáng nay đang được trở về đây. Trên là được sự đồng ý của bố và mẹ của cô dâu và chú rể. Họ đã được gắn kết cho đôi bạn một tình yêu, một gia đình nồng ấm nhất trong buổi sáng nay. Và trong lúc này đây không có gì cao quý hơn, trước các cụ công các bà và thân sinh phụ mẫu của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay, hai bạn sẽ chính thức, chúng ta sẽ hiện diện và đứng lên trên trung tâm sân khấu để cùng đón nhận những món quà từ những thành viên của gia đình. Và ngay trong lúc này đây thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu của chúng tôi, sẽ cùng làm quen với bà nội của cô dâu, sẽ di chuyển lên sân khấu để có những món quà xin gửi cho hai người cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Thân mến, phải nói là các cụ công các bà nhà chúng ta từ xưa đến nay luôn luôn mong muốn những người con, những người cháu của mình họ sẽ được trưởng thành và sau đó là dựng vợ gả chồng, với những món quà thật có ý nghĩa nhất của những bà nội của cô dâu sẽ gửi gắm cho hai người cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời bà, và cũng thay bằng những lời chúc tốt đẹp nhất của bà gửi đến hai người cháu thân yêu trong ngày trọng đại, chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn sống mãi bên nhau, để rồi cho đến khi mỏi gối bạc tóc râu, để vợ chồng hòa thuận xây tổ ấm và luôn luôn ý nghiệm với tâm đầu.
nay. Thế bây giờ cháu khôn lớn trưởng thành rồi, đi xây dựng gia đình, thì cháu về nhà chồng thì bà có một câu là khuyên cháu là làm thế nào để cho nó hai gia đình nó đoàn kết trước sau như một, cho xứng đáng là dâu hiền rể thảo. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn bà, và bà sẽ nán lại để lưu lại những bức hình lưu niệm. Kính thưa quý vị thân mến, ngày xưa luôn có câu nói là ngày vinh quang của hai bạn cũng là những giây phút hạnh phúc nhất. Phải nói là lời của bà đưa ra cũng tương đối là bình thường, nhưng hai bạn phải nhớ rằng xã hội này còn biết bao nhiêu công việc ấy chúng ta còn phải lo phải làm. Đôi khi đừng có nghe những lời tim gan của chúng mình. Cứ chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn tràn hòa hạnh phúc, hai gia đình luôn luôn như một, với những tình cảm của các cụ công các bà sẽ luôn vun đắp cho hai bạn để cho mộ có một mái ấm gia đình. Tiếp theo trong buổi chiều sáng ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời bố và mẹ của cô dâu sẽ di chuyển đến trung tâm sân khấu, xin được có món quà của mình gửi gắm cho hai người con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, phải nói là trên quê hương Việt Nam của chúng ta luôn có câu nói rằng đi khắp thế gian kia rồi chả ai được tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời xã hội này không ai được khổ bằng cha. Nước biển dù có mênh mông cũng không đong đầy tình mẹ, khiến cho sao trời lồng lộng không phủ kín công cha. Một đời họ nuôi con khôn lớn cũng chỉ mong muốn đến những giây phút này, và những giây phút mà hạnh phúc nhất của gia đình nhà gái chúng tôi đang được sự chứng kiến của các vị khách quý đang được trở về đây để cùng chung tay chúc phúc cho hai bạn. Xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ đón nhận những món quà từ những người làm cha làm mẹ. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, phải nói là trong lúc này thì cô dâu đang được đón nhận lấy một chiếc vòng bằng vàng rất là to, được đón nhận từ những người mẹ thân sinh ra mình. Hy vọng là hai bạn cũng là những món quà cũng như là đang được phát vốn cho hai bạn những món quà rất là có ý nghĩa trong buổi sáng nay. Xin kính chúc cho gia đình của chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Và để tiếp theo chương trình trong buổi sáng hôm nay thì sau khi với những món quà là những bức hình lưu niệm sẽ xin lưu lại tại bên khán phòng của gia đình. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, để tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời anh trai của cô dâu sẽ di chuyển đến trung tâm sân khấu cùng với những món quà gửi gắm cho người em của mình, và đồng thời sẽ lưu lại bức hình trong gia đình của chúng ta trong buổi sáng nay. Xin được trân trọng kính mời anh trai của cô dâu đó. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, là có lẽ là trong ngày hạnh phúc của em gái của mình, có lẽ là anh trai của cô dâu cũng khá là vui, cho nên cũng lúc cuống như này là để quên món quà của mình ở đâu đấy, nhưng mà đang chuẩn bị di chuyển lên sân khấu để gửi gắm cho người em gái của mình. Xin được vâng, xin mời anh chị của cô dâu sẽ di chuyển lên sân khấu với những món quà của mình. Hy vọng là những món quà này cũng đem lại những cái tình cảm, tình thân thương của gia đình đang được gửi gắm cho hai bạn trong ngày lễ phục quy. Và vừa rồi thì hai bạn trẻ đang được đón nhận những món quà rất có ý nghĩa từ những người thân trong gia đình. Và để tiếp theo chương trình trong buổi sáng nay thì sẽ được trân trọng kính mời các bác, các cô, các chú, các thím cùng với các cậu, các mợ của cô dâu sẽ di chuyển đến sân khấu để có những món quà gửi gắm cho những người cháu của các cô, các bác trong buổi sáng nay. Xin được trân trọng kính mời các bác, các cô, các chú, các cậu, các mợ, các thím của cô dâu sẽ di chuyển lên sân khấu để lưu lại với những món quà thật có ý nghĩa nhất và lưu lại những bức hình lưu niệm trong buổi sáng nay. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay là được ngày vui của cháu của các cô, các thím, các mợ, cho nên là hôm nay là các mợ hôm nay là rất là đẹp, đang hiện diện về trung tâm sân khấu với những bộ áo dài
mang giai điệu và thời trang của người Việt Nam, cũng như là có những món quà đang gửi gắm trai bạn, sau đó sẽ lưu lại những bức hình thật là đẹp nhất trong buổi sáng nay bên lễ phục quy của gia đình. Chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để gửi tặng cho hai bạn những món quà. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, vì thời gian cũng đảm bảo cho gia đình nhà gái, cho nên là tổ chức chính của hai bạn sẽ được diễn ra bên khán phòng buổi lễ thành hôn của gia đình nhà trai. Vì vậy xin được trân trọng kính mời các cô, các bác, các anh, các chị, bạn bè nam thanh ưu tú của cô Du. Các bạn có nhu cầu cũng như là đang được trở về đây chúc mừng hạnh phúc cho đời nương, và đặc biệt hơn là cũng có những món quà của mình muốn gửi gắm cho hai bạn, thì xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, một lần nữa trong buổi sáng nay bên phía gia đình chúng tôi xin được gửi lời cho đôi bạn trẻ. Trân trọng kính mời các cụ, các bà, cô, dì, chú, bác, bạn bè, anh chị em của cô dâu. Chúng ta có những món quà muốn gửi gắm cho hai bạn thì chúng ta sẽ di chuyển lên trung tâm sân khấu để cùng gửi gắm cho hai bạn những món quà thật có ý nghĩa trong buổi sáng nay, và đồng thời sẽ lưu lại những bức hình lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời. Thật thân thương trên những người thân trong gia đình. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía dưới, cùng rót nước mời chầu mời trà các cụ, công các bà, là những quý vị khách quý đang hiện diện trở về đây. Và kính thưa quý vị thân mến, phải nói với quý vị là trong ngày hôm nay buổi lễ phục quy của gia đình nhà gái chúng tôi chỉ được phép tổ chức một buổi lễ phục quy để chúc mừng hạnh phúc cho đôi nhân duyên. Còn tổ chức chính của hai bạn sẽ được tổ chức chính bên khán phòng buổi lễ thành hôn của gia đình nhà trai trong buổi sáng nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay trong lúc này đây thì chiếc nón là không thể thiếu trong một nền tảng của người Việt Nam. Và ngay trong lúc này đây thì với thủ tục trao nón đúng là một cái thủ tục, một là niềm văn hóa hết sức là văn minh của người Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng trao với những chiếc nón để nếp giữ lại cái nếp nền văn hóa của người Việt Nam của mình. Kính thưa quý vị thân mến, trong một buổi lễ thành hôn thì bên phía gia đình nhà trai sẽ có rất nhiều những cái thủ tục cần thiết mà hai bạn sẽ phải hoàn tất bên lễ thành hôn của gia đình. Còn bên phía gia đình nhà gái chúng ta thì được tổ chức buổi lễ phục quy với lời giao ước trao dâu và nhận rể, cũng như là để trao nón và với những món quà có ý nghĩa bên phía của gia đình nhà gái thôi. Bởi vậy ngay trong lúc này đây xin được quay trở lại chương trình, một trong những ca khúc không thể thiếu, xin được kính chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc. Và các cụ công các bà sẽ tận hưởng những ly trà thanh thủy bên phía gia đình. Và với một bản ca khúc ngay sau đây thì xin được gửi đến toàn thể khán phòng của gia đình, đặc biệt là có các cụ công các bà của gia đình nhà trai. Chúng ta sẽ làm quen với một ca khúc mang chủ đề về Hà Nam, với ca khúc Tìm Em Qua Câu Dân Ca. Ca khúc này thì xin được gửi đến khán phòng của gia đình nhà trai. Kính chúc cho các cụ công các bà, những quan khách quý trong ngày hôm nay tràn đầy niềm hạnh phúc bên phía của gia đình nhà gái chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. Anh về hình
rồi thương tin nhớ để đời đi trường. Về bên phù phan đi trên con đường mới tìm câu gian ca. Về bàn bàn thanh châu phân nghe câu ca nào 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 anh sao cho để rồi giấu cha giấu mẹ mang ra mời chàng. Xin mời quý vị làm quen với ca khúc tìm em và cầu sơn ca. Anh vì tìm em qua cầu sơn ca còn bao nhiêu liên lại bằng ba đứng câu hát đời châu Hà Nam quy nam duyên sang thiên hạ phù đi đi nhà câu sơn ca cô từ bao giờ để rồi thương về nhớ để đời yên trường về về u con đi trên con đường mới tìm câu sơn giờ đẹp của quan viên gia đình nhà trai sẽ chính thức lăn bánh lên đường trở về gia đình để tổ chức buổi lễ thành hôn. Ngay trong lúc này cho phép những người thực hiện chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Sau khi rót nước mời các cụ cao các bà xong thì hai bạn sẽ di chuyển về với trung tâm sân khấu để cùng với các cụ cao các bà cô dì chú bác anh chị em bạn bè trong gia đình chúng ta sẽ lưu lại những bức hình lưu niệm với khoảnh khắc thật tốt đẹp bên bức hình đại gia đình. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Sau khi rót nước xong hai bạn sẽ di chuyển về sân khấu để lưu lại những bức hình. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến và xin được một lần nữa trân trọng cô dâu và chú rể hai bạn sẽ di chuyển lên sân khấu để lưu lại những bức hình lưu niệm bên phía của gia đình là có ông bà bố mẹ bạn bè anh chị em của cô dâu sẽ lưu lại những bức hình lưu niệm. Vậy bố mẹ anh chị em ông bà bạn bè của cô dâu chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để lưu lại những bức hình đại gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày vui của hai cháu chúng tôi thì tôi xin lên để chúc tất cả các ông các bà hai bên nội ngoại và các bác cô dì chú bác và các cháu bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Tôi xin hát bài Biển Trời Tình Cha.
ơi, hát thì có khi quên đấy, tại lên sân khấu là cũng run run. Cho nên là các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, bạn bè của cô dâu, chúng ta sẽ di chuyển lại sân khấu để lưu lại những bức hình bên phía của gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bức hình đại của gia đình, các anh, các chị, bạn bè, nam thanh yếu tố bạn của cô dâu, chúng ta khẩn trương di chuyển về sân khấu đi ạ. Oh,
ta được làm quen với một ca khúc cũng tương đối khá là hay. Xin được chân thành cảm ơn bác rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, người ta luôn có câu nói rằng là sớm đông thì luôn được mưa rạt nắng đường quê. Để rồi cưới em về biết bao nhiêu tiếng hát làm say mê lòng người. Cưới em biết bao nhiêu nụ cười tươi, để rồi làng trên xóm dưới đang đem những lời ca tiếng hát để xây đẩy đôi ta. Và trong lúc này thì thấy bên gia đình nhà gái cũng giao lưu một trong các bản ca khúc rồi. Trong khi trong lúc này đây thì theo kim đồng hồ của thời gian của gia đình hai họ hai gia đình đã chọn thì chính thức thì còn khoảng độ 5 phút đồng hồ nữa thôi thì đoàn tàu hạnh phúc của hai gia đình sẽ lăn bánh trở về gia đình nhà trai. Thì trong lúc này xin được trân trọng kính mời một trong những các cô hay các bác ở bên gia đình nhà trai chúng ta cùng giao lưu một trong những ca khúc ở bên phía gia đình nhà gái được không ạ? Hát bài chúc mừng hạnh phúc của các cháu theo điệu chèo. Hai cháu thăm duyên đi ơi chúc đi chúc đi cho chúc cho thời hai cháu thăm đi duyên chứ thăm đi tình bà ân nghĩa đi. Một đoàn chèo vừa rồi cũng rất là hay với các cụ công các bà là những người lớn tuổi thì rất là hâm mộ những cái bản này. Và một lần nữa cho phép những người thực hiện chương trình xin được chân thành cảm ơn bác rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ ngay trong lúc này đây thì giờ đẹp giờ điểm chuông của quan viên hai họ hai gia đình đã chính thức được quy định. Xin được trân trọng thay lời cho quan viên của gia đình trân trọng kính mời các cụ công các bà cô dì chú bác cùng với đôi bạn trẻ cùng với những quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng chuẩn bị di chuyển về với những chiếc xe mang biển số tình yêu của đôi yên ương sẽ tiến về quan viên của gia đình nhà trai để tham dự buổi lễ thành hôn. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện của gia đình nhà trai sẽ có những lời mời chân thành nhất về phía gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cụ ông cụ bà cùng toàn thể các bạn bè nam nữ thân mến, trải qua một thời gian rất ngắn nhưng tính trang nghiêm và rất đầm ấm hạnh phúc, đã đến giờ đẹp. Họ nhà trai chúng tôi xin có lời cảm ơn tới sự đón tiếp nồng hậu của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ nhà gái đã dành cho chúng tôi những tình cảm đẹp nhất. Hy vọng rằng từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, hai họ, hai gia đình chúng ta có nhiều các mối quan hệ tốt đẹp hơn để mong vun đắp cho hạnh phúc của hai cháu Thao, Linh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà, các quý vị và xin kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà hãy cùng đưa rước đón cháu
Thùy Linh về họ nhà trai để tiến hành lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Con đường trắng trinh nguyên một căn nhà bé xinh xinh một cô hoa tình. Em là cháu ngày cưới con anh là cháu rể, mới em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về. Em là mây mưa hướng còn anh là trăng lá, bướm anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đâu. Nơi nào yên bình tới và nơi nào thơ mộng, nhắc anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em về. Chim cần bay về núi thì ta tìm nơi. Em theo anh về lại số nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang dần lớn thành thang, dần ngang một cõi mây mà cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung những tiếng sân ga, xin ra trong đời.
tàu bó sâm ga tàu đi tàu hăng đi ra tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà.
TK 0967397496. Chúc các bạn luôn phát tài và vui vẻ.
rồi, mình cùng chung nhau đi nhé em người ơi. Sao đây mà ôm em những khi em buồn, anh sẽ dù em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành cho con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu một tiếng trong anh điên đang, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần dần xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em điều gì mà em ước mơ. Anh sẽ nắm lấy tay em tin vào ngày giờ mùa. Cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những mơ giận và xin em bỏ qua. Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối. Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong. Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ.
nắm chặt bàn tay. Anh biết khó khăn và anh vẫn mong rằng còn còn khoảng cách để em vẫn luôn bên anh trong bao ngày qua. Dường như cách xa không làm anh thôi nhớ em, anh em yêu thương vào nỗi nhớ. Bên những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rồi lôi đi. Em bước bên anh nhìn mình là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao. Và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng có cho anh thấy vui và dối anh khi em buồn. Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng, để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Hai bạn ra để trao nhận cho nhau qua sự chứng kiến của các cụ ông bà toàn thể quý vị trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể hai bạn lên sân khấu để trao quà cho nhau. Xin mời các ngài chấp hành hướng mắt lên sân khấu để chụp những tấm hình đẹp nhất làm kỷ niệm hai bạn trao quà cho nhau. Xin mời hai bạn. Xin mời chú rể trao quà cô dâu trước, cô dâu lại trao lại cho chú rể. Kính thưa quý vị, chiếc nhẫn là một chiếc nhẫn hình tròn, không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Nhẫn này anh tặng cho em, duyên trời đã định kết duyên chúng mình. Quý vị thấy cô dâu nhìn nhận quà của tôi không ạ? Quá tươi ạ, quá tươi luôn, chúng ta vỗ tay để chúc mừng món quà đến từ chú rể. Đúng không ạ? Duyên trời đã định kết duyên chúng mình. Lúc này em lại trao cho anh chiếc nhẫn chung tình. Từ nay hai đứa chúng mình bên nhau. Và quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn. Đấy, chú rể được nhận quà có đi có lại cũng tại đằng nhau phải không? Chú rể phải cho quà luôn, đúng không? Và rất cảm ơn hai bạn đã chào quà cho nhau rồi ạ. Và bây giờ còn gì nữa? Quà quá trẻ ơi, còn gì nữa? Ăn hôn đi đấy. Đã có bác bảo hôn đi đấy. Đấy, thế nào? Chú rể nhà ta có hôn được không ạ? Có chứ lại không? Vâng, quá ok luôn đúng không? Đó, xin mời cô dâu chú rể sẽ gắn vào nhau đi ạ. Gắn nhau đi tí ạ, lùi ra tí ạ. Đấy, đúng rồi. Để sợ anh sợ là luôn trượt là không đúng tim nào là cô dâu mắt phải liên di vào đấy nhá. Đấy. Tôi bảo chú rể nếu mà bạn chú rể mà hôn vào đúng tim ý thì sẽ được một gái một trai. Đầu tiên là chắc chắn là thế nhá. Nếu mà trượt là 5 gái một trai thì hẹn lắm thời buổi đi đến khó khăn rồi. Đúng không ạ? Chuẩn bị. Tôi đếm 1, 2, 3 thì chú rể sẽ cho cô dâu những nụ hôn tình cảm nhất của sự chứng kiến của quý vị. Đấy là cô dâu bảo nhồng đúng tim vào đấy. À, nhưng cô dâu mắt phải liêm diêm cơ. À, chuẩn bị, các cháu dưới 16 tuổi ra mắt đây. Bắt đầu. Ra mắt đây. 1, 2, 3, bắt đầu. 100 bắt tay để chúc mừng. Vâng, quá tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay. Đúng là quá
tổ chức xin mời chú rể cùng với cô dâu sẽ đến đến chai rượu sâm banh thắp ly tình yêu. Vâng, xin mời hai bạn tay trong tay rót những ly rượu ra. Có sự chứng kiến của các cụ bà toàn thể quý vị ngày hôm nay uống rượu giao thể. Vâng, xin mời hai bạn. Em ơi, tình con ơi, em ơi, chuyện chúng mình tìm anh thôi. Và đúng là anh như dòng suối uốn quanh, em như dòng nước trong lành chảy ra. Thế rồi lại tới mùa hoa, anh về dâm lại tình ta thơm lòng. Hương mong lên vợ thành chồng, mà từ nay hoa chúc cận kề bên nhau. Anh là rể, em là dâu, hai ta sẽ đắp nhịp cầu sang hoa. Vâng, xin mời hai bạn sẽ rót chai rượu đầu tiên, thắp ly đầu tiên trên. Vâng, quân tình ơi, vâng, một chàng vào tay đường xuống. Vâng, quân tình ơi, hồi cái này hôm nay thắp ly tình yêu đang rực rỡ. Một cờ hồng, một cháy trong trái tim của hai bạn ngày hôm nay. Vâng. Đúng là em như một chén rượu nồng, anh chưa xuất hiện thì lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin hút cạn để anh say suốt đời. Và xin mời hai bạn rót chai rượu thứ hai. Quý vị thấy sức mạnh tình yêu có mạnh không? Mạnh quá, cho mừng trăm đây. Vâng, xin mời hai bạn rót vào 6 ly này, 8 ly này trước. Rót đi thôi em ạ, rót để tượng trưng. Rồi. Vâng, xin mời hai bạn rót tiếp rót chai rượu nào ạ. Vâng, sau đây ban tổ chức được xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn, hai bác to nhất, hai bác được tôn vinh ngày hôm nay, hai họ ngày hôm nay. Vâng, thứ hai là xin mời những bậc sinh thành ra chú rể cùng với bậc sinh thành nhà cô dâu. Xin mời các bác lên sân khấu để nhận những ly rượu ngọt ngào tình cảm. Đây là sự cảm ơn những bậc sinh thành ra chú rể cô dâu ngày hôm nay. Cảm ơn hai bác trưởng đoàn đã đến đại diện cho hai họ ngày hôm nay đã thành công và tốt đẹp. Vâng, xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn lên sân khấu trước ạ. Tiếp theo ban tổ chức xin mời bố mẹ của chú rể cùng với bố mẹ của cô dâu. Xin mời các bác lên sân khấu để nhận những ly rượu ngọt ngào ngày hôm nay. Đây là những bậc cảm ơn, những lần cảm ơn đến từ cô dâu chú rể ngày hôm nay. Để chúc mừng cô dâu chú rể ngày hôm nay, xin mời quý vị hướng mắt lên sân khấu và để chụp những tấm hình làm kỷ niệm. Ly rượu lên để mời bậc sinh thành ra. Cô dâu, đúng rồi. Quá, bố cô dâu mới có. Cô dâu ngày hôm nay chú rể đúng không? Phải cảm ơn rất nhiều đúng không? Vâng, ly rượu tiếp theo xin mời cô dâu nâng ly rượu lên để mời bậc sinh thành ra chú rể người ta. Vâng, còn hai ly này hai bạn sẽ nâng lên đúng không? Vâng, xin mời hai bạn lên Vâng, xin mời hai bạn lên trên trên ạ. Hai bạn lên sân khấu đi ạ. Chú rể lúc nào uống rượu ra môi, hai bạn bắt tay với nhá, đúng không? Cho nó hoành tráng. Vâng, sau đây ban tổ chức xin mời các cụ bà toàn thể quý vị hướng mắt lên sân khấu. Ban tổ chức đến 1, 2, 3 xin mời các cụ bà toàn thể quý vị cho những tràng pháo tay để chúc mừng những ly rượu và đồng cháy ngày hôm nay ạ. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3 xin mời chúc mừng quý vị bắt đầu. Một tràng pháo tay để chúc mừng. Bắt đầu, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chú rể cô dâu rất là nhiều. Xin mời các bác về phần ghế quá qua. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Tiếp theo nữa, ban tổ chức sau đây sẽ xin mời chú rể cùng với cô dâu hãy đến chiếc bánh gelato, chiếc bánh ngọt ngào. Vâng, xin mời hai bạn. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cầm một nửa lên để thấp chiếc nến để tỏa sáng. Hồng phục cưới ngày hôm nay thường tỏa sáng cho cuộc đời hai em. Vâng.
này xin mời cô dâu chú rể hãy cắt chiếc bánh đầu tiên trước. Vâng, xin mời cô dâu cắt chiếc bánh bên dưới trước. Không đi ra, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, chiếc bánh đầu tiên tượng trưng cho một nền bóng vững chắc. Mấy đồng này đôi bạn trẻ đã dành công đắp là qua ngày hôm nay. Xin mời hai bạn cắt tấm bánh thứ hai. Vâng, tấm bánh thứ hai tượng trưng cho một tiệc cưới rất long trọng. Vâng, rất là long trọng và hoành tráng để đón tiếp các cụ và toàn thể quý vị đã đến chứng kiến buổi lễ thành hôn ngày hôm nay của đôi bạn trẻ. Xin mời hai bạn cắt tấm bánh thứ ba. Tấm bánh thứ ba là theo tuyệt vời. Vâng, để sau này đôi bạn trẻ có những tương lai rất tuyệt vời, sinh nhân người con rất thông minh và đẹp trai có tài. Đêm làm đều nào đều làm bác sĩ và công an, quý vị nhất trí không ạ? Cho một tràng vỗ tay. Vâng, rất tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị. Xin mời hai bạn sẽ sẵn một chút bánh vào đây để chia sẻ hoàn mồi, để những nhớ những vị còn ngày hôm nay, đúng không? Trong cuộc sống cũng như lúc nào cũng vậy, hai bạn phải nhớ những lời ngọt ngào các cụ nói rồi. Vâng, chồng nóng vợ phải bất nời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Hai bạn phải nhớ những ngày hôm nay, cũng như là hai bạn trao cho nhau những đùi ngọt ngày hôm nay là chiếc bánh ngày hôm nay, đúng không ạ? Đấy. Vâng, xin mời hai bạn sẵn một chút rồi ạ. Đấy. Vâng, tay chú rể này hơi run một tí, nhưng mà phải đứng gần với vợ yêu mà còn rất là run một tí, đúng không ạ? Nhưng không sao, cái đây là một tí nữa là sẽ là bình tĩnh, đúng không? Đấy, xin mời chú rể sẽ quán tình cảm chú dâu trước được không ạ? Được rồi, ok đấy, chú rể người ta lúc nào cũng rất là, đúng không? Đấy, nào xin mời cô dâu nếm một tí xem nào, có ngọt không ạ? Vâng, ngọt quá, wow, ngọt quá, đúng không? Hai bạn phải nhớ, chú dâu phải nhớ ngọt như ngày hôm nay, chú rể nhớ ngọt ngày hôm nay, đúng không? Rồi, ok rồi, xin mời chú dâu sẽ quán chú rể một tí xem có ngọt không ạ? Quý vị, đúng không ạ? Ai chẳng muốn nhận những lời ngọt ngào, đúng không ạ? Đúng không? Vâng, xin mời chú rể. Ui giời, tỏ thế lúc nào ăn ở như chén, như kiểu đĩa bánh này, đúng không ạ? Một tràng vỗ tay. Tình cảm cô dâu như thế, đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Vâng, xin cảm ơn hai bạn đã rất là nhiều ạ. Và sau đây thì tiếp tục tiếp theo những món quà tiếp theo để chúc mừng cô dâu chú rể ngày hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời. Vâng, bà nội của cô, vâng. Bà nội, vâng, xin trọng kính mời bà nội của chú rể lên sân khấu ạ. Không có bố mẹ. Anh có cả bố mẹ tiếng Anh một với một. Hay là sao? Vâng, xin mời quý vị cho những tràng pháo tay để chúc mừng món quà đến từ ba đôi để ngày hôm nay. Ông bà lên trước sau bố mẹ. Vâng, xin trọng kính mời bà ngoại của chú rể lên sân khấu để cho quà chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu ạ. Đời nghèo mà vui phúc do tình nghèo là tớ. Tớ sẽ xem xin làm ơn vấn đề là tớ. Trời thương cho anh cũng sống như tình nga. Ôi sao để thay tấm lòng thủy chung. Chiếc thương gian thương biết bao nhiêu tình. Chỉ hai tay nhau sẽ chuyển cầu nghèo. Anh thấy lòng ta duyên. Vâng, để món quà tiếp theo sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời bố mẹ sinh thành nhà chú rể. Xin mời hai bác lên sân khấu để trao quà chúc mừng cho hai con ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời hai bác sinh thành ra chú rể nhà ta. Thưa quý vị, đúng lúc về làm ta vẫn có câu nói rằng đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kín công cha. Nhưng vui hơn là anh sẽ quên nhiều. Trong
Vâng, ban tổ chức xin mời quý vị cho những tràng vỗ tay để chúc mừng món quà đến từ bố mẹ của chú rể. Vâng, xin cảm ơn các bà cả quý vị rất là nhiều. Có để món quà tiếp theo sau đây, xin mời em trai. Vâng, xin mời em trai của chú rể lên sân khấu để chào và chúc mừng anh chị ngày hôm nay. Sao xin đắng cay, anh thấy lòng yêu mến em thì em đang mong chờ. Vâng, tiếp theo nữa, một tràng pháo tay để chúc mừng món quà đến thì em trai chú rể chúng ta. Vâng, món quà tiếp theo nữa là em gái. Anh sẽ là gì? Vâng, em gái của chú rể. Anh sẽ là cho để em thành thơ hi, anh sẽ là cháu xin. Vâng, để tiếp theo nữa, món quà tiếp theo xin mời các anh các chị cùng với các bác các cô toàn thể gia đình hội nhà trai chúng ta, vâng, lên sân khấu để trao quà chúc mừng hạnh phúc cho dâu chú rể ngày hôm nay ạ. Bởi vì rất là nhiều thư gửi đến ban tổ chức, món quà trên ban tổ chức mà đến thì xin mời lần lượt thì khả năng đến chưa. Thế là không sao hết rồi, xin mời thông cảm cho ban tổ chức là xin mời các bác các cô toàn thể gia đình chúng ta lên sân khấu ạ. Để chắc qua chúc mừng với ông chú rể ngày hôm nay. Nhà cặp sinh nhà tôi quá vui, thì cứ mừng uyên ương xanh đôi, lên sang mắt tay trong tay, chỉ nhắn sinh kết duyên đôi mình. Hạnh phúc nào bằng khung cửa lỗ đôi, trong hoa đua nở một ngày không bằng một phút ra đợi chờ tình yêu. Vâng, xin mời quý vị cho những tràng pháo tay để chúc mừng những món quà đến từ các bác và chị em và để gia đình nhà ta. Dọn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi. Vâng, xin chào các cụ kính thưa toàn thể hội hôn thân mến. Và sau đây xin mời quý vị là hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến những món quà đến từ ông ngoại. Vâng. Vâng, ban tổ chức xin mời các bác các cô các chú, chúng ta cần chưa lẽ bảo ban tổ chức không biết là bác nào đâu ạ, cho nên là xin mời các bác các cô các chú chị em lên sân khấu để trao quà chúc mừng nha. Và trong danh sách không có, bởi vì là nếu mà ghi hết và đếm hết thì đến chưa cả, cho nên là xin mời các bác thông cảm là xin mời các bác hôm qua có thể chúc mừng cho các cháu đấy ạ. Vâng. Nhà cặp sinh nhà tươi quá vui, vì cưới mừng viên cương xanh đôi. Vâng, ban tổ chức thay mặt cho các dâu chú rể xin cảm ơn các bác các cô rất là nhiều, các chị em đã lên trao quà chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể ngày hôm nay ạ. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật giống dàng là bao câu ca, lời ca chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau. Và sau đây ban tổ chức xin mời quý vị chuẩn bị hướng mắt lên sân khấu và để thưởng thức chương trình văn nghệ ngày hôm nay là món ăn khoái khẩu không thể thiếu được trong cuộc sống chúng ta. Rất là buổi lễ thành hôn của hai em ngày hôm nay. Xin mời có một bạn muốn giới thiệu là xin lên hát một bài bạn nào ạ? Đúng không? Xin mời bạn lên sân khấu đây rồi. Xin mời quý vị cho những tràng pháo tay để đón chào một thanh niên ca sĩ rất đẹp trai, rất là tuyệt vời lên sân khấu để gửi tới các cụ bà và tới quý vị những ca khúc tiếp theo để chúc mừng. Bye.
thì chúc mừng các cụ rất là hài lòng. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội thân mến, đúng là thời gian thì rất là nhiều những điều kiện không cho phép. Ban tổ chức đã thấy bác trưởng đoàn họ nhà gái rất là nóng ruột để về tuyên truyền tin vui đến gia đình họ nhà gái ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức xin mời bác trưởng đoàn nhà gái có ý kiến để xin phép đoàn tàu mai biển số hạnh phúc của hai họ chúng ta ra về. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, cùng toàn thể thanh niên nam nữ, cùng toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày vui và cũng là ngày trọng đại của hai cháu. Tôi là đại diện cho hòa nhà gái xin căn dặn các cháu đôi lời. Nay các cháu đã thành vợ thành chồng, các cháu phải quyết tâm nỗ lực làm ăn mọi việc để bố mẹ chồng cho là bố mẹ chồng đôi bên bố mẹ vợ trở các con trở thành trẻ thật dâu hiền trong gia đình, phấn đấu làm ăn để được phát triển và lẫn với sự giúp đỡ của hai bên bố mẹ để các cháu trở thành dâu hiền trẻ thảo. Hôm nay ngày tổ chức rất nồng nhiệt của gia đình Hòa Nhà Trai, tôi đại diện cho Hòa Nhà Gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Hòa Nhà Trai đối với phái đoàn họ nhà gái chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể cụ bà, cô dì chú bác, buổi lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu Ngọc Thao, Thủy Linh đến đây đã kết thúc. Vì điều kiện thời gian có hạn, một lần nữa thay mặt cho toàn thể các cụ ông, cụ bà, cô dì chú bác, họ nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây dự lễ thành hôn được thành công viên mãn. Và chúng tôi cũng gửi lời kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể đoàn nhà gái lên đường mạnh khỏe, thường lộ bình an. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội thân mến, buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay đã được hoàn tất thành công và tốt đẹp rồi. Ban tổ chức thay mặt cho gia đình hai họ xin cảm ơn các cụ, các bà, toàn thể quý vị đã đến chứng kiến buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ sáng nay thành công. Cảm ơn. Đúng là hội đã. Ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên hành bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chợt man dày đâu che khăn nịnh đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi.